Đây là dòng máy ép cảm viên nổi 3 pha công suất cao nhất hiện tại của công ty Bình Minh, với năng suất dao động trong khoảng từ 150 đến 200 cân trên một giờ, với đầy đủ kích cỡ mặt sàng khác nhau. Ngoài cắm nổi ra, khách hàng còn có thể sử dụng máy để làm cắm chìm và cắm chín cho lợn, gà ốm, ngan, vịt. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thức ăn tự nhiên khách hàng sử dụng để nuôi cá chấm đen chủ yếu là các loại ốc, rau cỏ tươi, nhưng không phải lúc nào lượng thức ăn này cũng phong phú. Ở những khu vực nuôi cá chấm chuyên canh thì hay sử dụng thức ăn công nghiệp. Tuy nhiên, giá thức ăn công nghiệp cho thủy sản rất đắt, làm giảm hiệu quả kinh tế của người nuôi. Do đó, trong quá trình nuôi cá chấm đen thương phẩm, khách hàng muốn chủ động tự sản xuất cắm viên nổi nuôi cá. Phương pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Khách hàng cũng có thể chủ động lựa chọn, kiểm tra chất lượng, an toàn của thức ăn. Yêu cầu của khách hàng đặt ra là mua một dòng máy ép cắm viên nổi, có thể làm ra được số lượng lớn cắm viên nổi cho cá chấm với đầy đủ kích cỡ khác nhau, theo công thức của khách hàng, bao gồm các loại nguyên liệu chủ yếu dưới dạng bột. Năng suất phải đảm bảo trên 100 cân mỗi giờ mới đủ phục vụ cho trang trại của khách hàng. Và máy đun viên thức ăn chăn nuôi 150K, dòng máy làm cắm viên nổi hiện đại nhất Việt Nam hiện nay do công ty Bình Minh sản xuất đã được khách hàng lựa chọn. Trong video ngày hôm nay, các vị khách hàng đã trực tiếp đến xưởng sản xuất để nhận bàn giao máy, cùng với đó là cùng các kỹ thuật viên của công ty Bình Minh trao đổi, chia sẻ cách vận hành dòng sản phẩm này. Đây là dòng máy ép cắm viên nổi 3 pha công suất cao nhất hiện tại của công ty Bình Minh, với năng suất dao động trong khoảng từ 150 đến 200 cân trên một giờ, với đầy đủ kích cỡ mặt sàng khác nhau. Điểm nổi bật mà dòng sản phẩm có được đó là áp dụng kỹ thuật mới nhất, giúp người chăn nuôi tự chế biến cắm viên nổi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máy giúp sản xuất được cắm nổi cho thủy hải sản nhanh hơn hẳn với các máy ép cắm viên thông thường, nhờ khả năng tự cấp nguyên liệu từ phễu cấp liệu vào đầu ép cám. Điều kiện nhiệt độ cao trong quá trình ép viên làm cho các hạt thức ăn chín, sống, xốp nên có thể nổi lâu trên mặt nước và tiêu hóa tốt hơn. Cắm viên nổi được sản xuất từ máy đun viên thức ăn chăn nuôi 150K, không bị sóng nước đánh tan nên cá dễ thấy để ăn, người nuôi không còn lo thiếu hoặc thừa thức ăn trong khi nuôi cá chấm đen. Các khách hàng có thể chủ động sản xuất cắm nổi cho thủy sản mỗi ngày với số lượng lớn, có thể lên tới hàng tấn mỗi ngày. Ngoài cắm nổi ra, khách hàng còn có thể sử dụng máy để làm cắm chìm và cắm chín cho lợn, gà ốm, ngan, vịt. Đến đây thì quá trình chạy thử và bàn giao máy ép cắm viên nổi 150K cho các vị khách hàng có nhu cầu làm cắm nổi cho cá chấm đen đã hoàn thành, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng đặt ra đối với dòng sản phẩm. Và hiện tại máy đã được vệ sinh sạch sẽ và đang được vận chuyển lên xe cho khách hàng trở về. Sau quá trình trao đổi trực tiếp với kỹ thuật viên về cách vận hành máy, thì giờ đây khách hàng khi lắp đặt máy tại nhà đã có thể tự mình vận hành máy để sản xuất ra cắm viên cho vật nuôi. Và mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.